Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Nguyễn Chí Đại đến từ shop Da Phở Đẹp .com. Hôm nay trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu đây, một cái bộ rất là tuyệt vời. Đó là cái bộ dao Rambo, khá là đầy đủ các mẫu Rambo. Có Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 và Rambo 6. Thì ở đây mình đã đặt các mã là R2A, R2B này, R3B, R3C, R4, R6. Đó. Các mẫu này thì đều có trên website Dao Phở Đẹp trong vòng, rất là đầy đủ các thông tin chi tiết. Anh em có thể liên hệ với mình theo số là 0932 883 294, anh em gọi điện nhắn tin cũng như là nhắn tin qua Zalo hoặc là inbox Facebook, thì link Facebook mình đã để ở trên website Dao Phở Đẹp trong vòng rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lần lượt từng mẫu một, trước tiên là mẫu Rambo 2A, mã R2A. Đây, ở trên thì mình tạm dịch là Rambo First Blood Part 2, chuyên dùng cho các anh hùng Mỹ, những người mà phục vụ cho đất nước của chúng tôi tại Việt Nam. Đấy, ý bảo cây này là chuyên dùng cho quân nhân Hoa Kỳ. Cái nhân vật Rambo ấy ở trong chiến tranh Việt Nam. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái mẫu này ra cho anh em xem nhé. Đây. Mình hàng khá là mới. Nó hơi có một chút bụi. Đấy. Một cái bao da rất là dày đấy anh em nhé. Trên là dòng Rambo First Blood Part 2. Đó, anh em nhìn. Mẫu này mình cũng đã giới thiệu với anh em lâu, cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì trong cái series này thì mình làm một video tổng quát, một cái video để giới thiệu với anh em tất cả các mẫu Rambo luôn. Trước đó là mình giới thiệu từng mẫu một. Đây, cái này sẽ lấy dầu để thoa lên và lau đi. Đấy, cái lớp dầu nó bị khô rồi. Đây anh em nhìn này, John Rambo. Mẫu này trông nó rất là khỏe và cực kỳ là đẹp. Mẫu này thì quá nhiều anh em sở hữu rồi, mình đã chuyển rất nhiều anh em mẫu này rồi, cực kỳ nhiều luôn. Đó, John Rambo. Anh em nhìn cái vách bảo vệ của nó hình thoi như thế này. Đó. Ở đây thì có tất cả là 15 răng cưa anh em nhé. Trên đây này. Đấy, làm cái răng cưa trông rất là khỏe. Đầu lưỡi. Thiết kế màu ánh kim đan xen với màu đen trông rất là khỏe, tạo thành cái gân. Để tạo thành cái gân trông khỏe khoắn. Cán là cán cuốn dây anh em nhé, cán cuốn dây cầm rất là êm, cực kỳ là thích. Cán cuốn dây rất là bám tay. Đó. Ở cái cán này thì đây anh em nhìn có một cái chuôi này, một cái chuôi pha kính này. Đấy, có thể để dùng tác dụng lực. Và nó thiết kế dạng cán rỗng có ren để xoáy ra xoáy vào. Đó. Ở đây thì anh em có thể để các đồ sinh tồn được. Đây, cán rỗng anh em nhé. Ví dụ như là đây thì người ta sẽ để tượng trưng, ví dụ như cái móc câu chẳng hạn này, hoặc là diêm, hoặc là cả cái đây, cả cái cước nữa. Đấy, người ta sẽ để tượng trưng như vậy. Anh em có thể để các đồ sinh tồn trong đây được.
rất là tiện. Các anh em cũng có thể đeo dây ở đây, đây có một cái lỗ đeo dây ở đây đó. Thì đó chính là cái mẫu Jumbo 2A. Và cái mẫu này rất là dày em nhé, dày tận 6 ly. Đây. Dày 6 ly, rất là dày. Lưỡi thì được từ làm từ thép không gỉ 420G2. Cái mẫu này thì kích thước cũng khá là to bản. Kích thước của nó là dài 40 cm em nhé. Đây 40 cm. Đó. Mình sẽ để nó ở đây. Đây là mẫu Jumbo 2A. Để sang bên cạnh này. Tiếp đó thì sẽ là cái mẫu Jumbo 2B. Đây R2B. Mẫu này thì cũng có một cái bao da nhưng mà màu vàng như thế này. Đấy. Đây. Đó, mẫu này thì cái răng cưa của nó sẽ thưa hơn và ít hơn. Ở đây thì sẽ có tất cả là 10 răng cưa nhé, 10 răng cưa. Đấy. Và cái phần sống này, cái mẫu Rambo 2A thì nó làm vuông ở trên đây. Còn mẫu Rambo 2B này cái phần sống này nó sẽ làm vát lên như này. Đấy, ở giữa cái phần dày là phần giữa anh nhé. Nhé, đây. Đó, thì nó sẽ làm vát lên như thế này. Mẫu này thì dày 4 ly. Mỏng hơn mẫu Rambo 2A một chút, dày 4 ly thôi. Thiết kế lưỡi thì cũng khá có nét tương đồng. Đây, luôn Rambo, luôn một nút. Mẫu này thì thiết kế dạng như kiểu cái lưỡi lê anh em nhé. Đây, cái phần này nó sẽ dạng như lưỡi lê này. Rỗng rồi. Đó. Cán thì nó là dạng kim loại và nó làm thành cái vân bám tay như thế này. Đó, còn mẫu Jumbo 2A thì sẽ là mẫu quân dây. Anh em có thể nhìn thấy. Đây. Cái mẫu này thì cũng có một cái chui phá kính ở dưới đây và một cái lỗ quân dây ở đây. Đeo dây ở đây. Và cũng tháo được anh em nhé. Lưỡi thì được làm từ thép 4 chrome 13 mô đen vanadi. Đây anh em nhìn. Đó. Nhìn được luôn ở bên trong rồi. Đây. Cái bộ phận để đựng đồ sinh tồn đây. Đó và cũng thiết kế theo dạng ram. Đó. Mẫu này thì dài 38 cm anh em nhé. Dài 38 cm. Rồi mẫu Rambo 2B. Tiếp đến thì mình giới thiệu với anh em là cái mẫu Rambo 3B. Đây. Mẫu Rambo 3B này. Đó, bao ra cực kỳ là dày luôn. Đây cái bộ phận để đeo. Đó, cái này thì trông nó rất là hầm hố. Cực kỳ là hầm hố luôn. Khỏe lắm. Mà lại trông nó rất là phong cách, rất là nghệ thuật. Đây anh em nhé. Đó. Rambo 3 này. Anh em nhìn. Đây là cái lớp dầu dưỡng nó hệ nó khô rồi thì nó còn đọng lại. Cho nên mình vẫn chưa lau đi thì trông có thế. Đó. Trên lưỡi thì đề chữ là Design by Hickman Knight. Và cái dòng chữ ký của Will Hickman. Đó.
Alibaba trông cực kỳ là hầm hố anh em nhé, và trông rất là bộ rất là đầm tay. Đây thiết kế cán trông rất là đẹp. Ở đây có một cái ốc lục giác ở đây đó, trông cán làm trông rất đẹp nhé, rất là đẹp. Và cái thân này cũng khá là dày, dày 6 ly. Và thép lưỡi được làm từ thép không gỉ 420. Đó, ở đây thì cái rãnh phun nơ của nó làm xuyên thấu sang hai bên luôn. Và cái sống dao thì làm cách điệu rất là đẹp. Đây. Đó. Cái phần trên này thì nó sẽ làm vát đi như thế này em nhé, vát đi nhưng mà nó không sắc. Đấy. Phần này chỉ là làm cách điệu thôi chứ không phải làm phần đối phụ. Đó. Rất là hầm hố. Thì đó sẽ là mẫu Jumbo 3B. Tiếp đến là mẫu Jumbo 3C. Đây anh em nhé. Đó, anh em nhìn này, màu quá tuyệt vời. Cũng một cái bao da rất là dày dặn. Thì đây là người ta để riêng bao da ra rồi. Trên là Hickman Knife 3. Đấy. Thì mình sẽ không lắp cái bao này vào nữa. Đây có một tờ giấy này, ghi các mẫu dao của Hickman Knife này. Một số mẫu mà bên mình cũng đã có rất là nhiều rồi. Đây ví dụ con Hickman Knife, con này là con 2 này. Đấy. Đấy, con Cannabis. Đây mẫu này rất là dị này. Đó, con này là con Double Shadow này. Bên mình cũng có rồi này. Đó. Rất là nhiều mẫu. Thì mẫu này anh em nhìn này, rất là đẹp, màu cực kỳ là tuyệt vời. Thiết kế thì cũng như cây Rambo 3 mã R3C nhưng mà màu thì quá tuyệt vời. Màu titan. Anh em gọi là 7 màu hay là màu cầu vồng cũng được. Đẹp. Design by Hickman này cũng vậy, thiết kế thì giống như cây trước. Đó. Ở đây thì cái ốc lục giác của nó nổi lên như này anh em nhé. Đấy. So sánh với cây trước này, ốc lục giác của nó sẽ lõm vào như thế này. Đây anh em nhìn. Đó. Còn cây này ốc lục giác của nó sẽ nổi ra như này. Đây mình sẽ mở ra cho anh em so sánh hai cây. Đó. Và cái bề ngang của nó thì cũng to một chút anh em nhé. Còn lại về cơ bản thì hai cái cây này form giống nhau. Về cơ bản là giống nhau. Anh em nhìn này, đều rất là tuyệt vời. Đây. Wow. Quá tuyệt vời. Long lanh luôn. Nó chỗ sỏ dây, cái này có lỗ sỏ dây nữa. Lỗ này thì không không thiết kế lỗ sỏ dây. Đó tăng cái phần là quyến rũ cho cây dao. Đó là mẫu Rambo 3B. Tiếp đến là mẫu Rambo 4. Mẫu này mình cũng đã giới thiệu anh em rồi. Đây Rambo, luôn Rambo flagship. Đó một cái bao da này. Mẫu này thì làm rất là khỏe ạ. Nó thiết kế rất là khỏe anh em nhé, dạng như cây Machete ấy. Dạng như cây Machete. Nó mẫu này thiết kế đây cũng khá là đơn giản nhưng mà cực kỳ là hiệu quả và là trông nó rất là khỏe và có cái gì đấy nó thiết kế cong cái này anh em nhé.
trông nó đơn giản nhưng chiếc cong này trông rất là đẹp đấy, chứ nó không thẳng đột đó. Mẫu này cũng dày 6 ly và cái kích thước của nó thì đây, để anh em nhìn nữa sáng loáng này đấy. Kích thước của nó thì dài 42 cm anh em nhé, 42 cm đó anh em cùng chiêm ngưỡng mẫu này này, Zone Double Flagship, quá tuyệt vời. Thiết kế lưỡi và cái sống dao đều cong, cái phần này cũng có cái độ cong nhất định đấy, rất là hay. Và cán thì cuốn dây đây, cổng cũng rất là êm, cán cuốn dây. Đây có một cái lỗ xỏ dây nữa, dây đeo nữa đấy. Đây có một cái rãnh thoát này, đó một cái sống trông cực kỳ là khỏe. Mẫu này thì trông cực kỳ là khỏe và trông nó có cái gì đấy gọi là phong trần đấy. Thì đó sẽ là mẫu Rambo 4. Tiếp đến là sẽ là cái mẫu Rambo 6 anh em nhé. Đây Rambo 6 này, Rambo 6 thì mẫu này anh em có thể thấy là nó sẽ nhỏ hơn khá nhiều so với những cái mẫu Rambo 2, 3 hay là 4 trước. Đây một cái bao da. Mẫu này là cái mẫu 2 lưỡi. Đó nhưng mà rất là hay. Này cũng khá là nhiều anh em thích cái mẫu này. Đây. Đó. Mẫu 2 lưỡi này trông rất là tinh tế này. Đó. Rambo Phước Group Part 6 2 lưỡi mũi nhọn. Cây này thì lưỡi được làm từ thép 7 chrome 13. À còn cây trước thì mình quên chưa nói, cây Rambo 4 thì lưỡi làm bằng thép 440C anh em nhé. Đấy còn cây Rambo 6 này lưỡi làm từ thép 7 chrome 13, thép không gì. Và cán thì là cán nhựa ABS, làm những cái vân sâu như thế này cũng rất là bám tay và cầm cũng khá là vừa vặn đó, quá tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ trưng lại tất cả các mẫu này cho anh em xem nhé. Mình sẽ bỏ hết cái bao của nó ra, mình sẽ không để bao nữa. Rambo 6 này, Rambo 4 này, đó mình sẽ để hết cái bao đựng của nó sang bên cạnh. Rambo 3 màu Titan mã R3C này, Rambo 3 mã R3B này. Rồi, quá tuyệt vời. Rambo 2A này. Và Rambo 2B đâu rồi? Rambo 2B đây. Một bộ sưu tập quá chất. Đây, quá đẹp luôn. Phải phục cái người thiết kế là cái bộ Rambo này. Đó, anh em nhé, anh em nhìn này. Anh em nhìn bao quát lại một lần này. Quá tuyệt vời. Cây này là Rambo 2A mã R2A, Rambo 2B mã R2B, Rambo 3 mã R3B, Rambo 3 mã R3C, Rambo 4 mã R4 và cây Rambo 6 mã R6 anh em nhé. Đó. Quá tuyệt vời. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video và sắp tới là mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng anh em và giới thiệu với anh em những cái mẫu chất lượng và có cái những cái nét đẹp tinh tế như thế này hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.